Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa, tất cả các xe ô tô lưu thông trên các tuyến cao tốc bắt buộc phải dán thẻ thu phí tự động không dừng. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều tài xế đang gặp rắc rối khi mở tài khoản để dán thẻ. Cách đây 2 tuần, anh Lê Hải Vinh mang xe đi dán thẻ thu phí tự động không dừng, sử dụng dịch vụ e-tag của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Qua kiểm tra trên hệ thống, anh Vinh giật mình phát hiện xe của mình đã được sử dụng để mở tài khoản e-pass từ trước đó của Viettel. Phía đơn vị VETC yêu cầu anh Vinh phải hủy tài khoản đó thì mới được mở tài khoản mới. Cực chẳng đã, anh Vinh chuyển sang đăng ký dán thẻ e-pass của Viettel. Vậy nhưng đến nay vẫn chưa thể dán được thẻ. Cũng rất là bức xúc một cái là cái tên đăng ký của cái xe của tôi lại không phải là tên của tôi. Thì là mặc dù là cái thông tin về xe thì vẫn đúng. Thì cho nên là tôi cũng muốn liên lạc với lại chỗ bên Viettel để thay đổi cái thông tin. Thì là cũng 2 tuần nay thì bên Viettel cũng trả lời với tôi là hiện tại là bên Viettel đang hết cái tem để dán thu phí không dừng. Thì tôi đã chờ đợi 2 tuần nay rồi nhưng mà cũng không có câu trả lời nào cụ thể lắm. Và cứ một tuần thì tôi ra thì cũng cứ hẹn tôi từ tuần này sang tuần sau. Đến đây họ mới biết là tài khoản đã xe của đã được mở tài khoản rồi. Có thể là cho người khác mượn thông tin hoặc là có trường hợp là họ không biết tại sao họ đã được mở tài khoản. Khi mà muốn mở tài khoản mới ở bên Vách này thì khách hàng sẽ phải hủy tài khoản ở bên cung cấp khác. Còn với chủ xe này thì ngược lại, đem xe đi dán thẻ e-pass của Viettel thì mới biết biển số xe của mình đã được đăng ký trên hệ thống của VETC. Và kịch bản cũng tương tự, không thể mở được tài khoản mới. Chưa đăng ký lần nào, nhưng mà khi mà người tham gia giao thông muốn đăng ký để sử dụng cái thu phí không dừng thì người ta lại bị trục trặc, bởi vì là khi mà nhập cái thông tin cá nhân vào thì là máy chủ nó không nhận. Thế là gây rất khó khăn. Đối với người mua lại xe cũ cũng gặp rắc rối do chủ cũ đã đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Nếu muốn dán tem mới buộc phải hủy tài khoản cũ. Và quy trình để hủy tài khoản cũng có nhiều khó khăn, nhất là đối với chủ xe ở xa trung tâm. Trên tổng đài từ ngoài không nghe, không có người trợ giúp. Trên huyện, trên các tuyến đây là nên thì nó chỉ có e-pass thôi của Viettel. Đấy, ra ngoài đấy báo với người ta là tôi không dùng này nữa, tôi chuyển sang e-pass. Nhưng mà bên e-pass này báo là phải hủy được cái này đi thì mới dán của người ta được. Đấy, nó lại như thế. Có rất nhiều thủ tục lằng nhằng. Với trường hợp chủ xe nói chưa dán thẻ, nhưng hệ thống ghi nhận đã đăng ký sử dụng dịch vụ ETC. Tổng cục Đường bộ cho biết cần kiểm tra xác minh do khách hàng đã dán rồi hay quên, hay là do nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ ETC vì chạy chỉ tiêu mà đã lấy biển số xe chưa dán thẻ nhập vào hệ thống. Để tránh bức xúc, trước mắt Tổng cục Đường bộ cho phép qua kiểm tra, nếu khẳng định được xe chưa từng dán thẻ thì đơn vị dán thẻ tại trạm thu phí linh động dán thẻ ngay để xe đi qua và tra soát các thủ tục sau.